Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là người tăng hình, hay các bạn có thể gọi mình là gà sinh tồn. Và chào mừng các bạn đã đến với phần tiếp theo của gà Hexit. Và nếu như các bạn cảm thấy cái series này hay thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình. Thì như vậy thì mình sẽ làm video nó nhanh hơn. Và rất cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những cái tập trước của mình. Vì thế mà những cái tập sau của mình ra rất là nhanh, các bạn có thấy không? Rất là nhiều like và rất nhiều lượt chia sẻ, cũng như là rất là nhiều lượt xem ở những cái tập trước. Vì thế mà đó sẽ là tiền đề giúp mình làm những cái tập sau hay hơn. Đùa thôi. Bây giờ mình sẽ biến thành một con gà sức mạnh của ảo thuật. Các bạn nhìn đây. Ba. Đấy. Quá tuyệt vời luôn. Mình có một cái kiếm sau lưng kiểu như là mấy cái thằng hiệp khách giang hồ trước. Nó đeo cái kiếm sau lưng và trên tay được một con dao. Thì nhiều bạn nói đây là một con dao chứ không một cái kiếm. Thì mình nghĩ là đúng là con dao thật. Nhưng nó giúp mình tàng hình. Tuyệt vời chưa? Ok. Bây giờ mình đi ngủ thôi. Cái con dao tàng hình này nó rất là tuyệt vời đấy, có thể giúp mình rất nhiều thứ ấy. Cái đây là gậy đồng mà. Và từ từ đợi mình ngủ xong á thì mình có thể giải đáp một số cái thắc mắc của các bạn ở tập trước muốn nói với mình. Thì tập này mình sẽ giải đáp hết. Ok, thì ở tập trước ấy, đầu tiên là những bạn nào chỉ mình trước thì các bạn ấy có chỉ mình là sử dụng cái này. Đấy, móc vào gỗ. Ủa đâu rồi? Sau đó ấn ship. Ấn ship. Ủa. Từ từ. Ủa không phải các bạn nè. Bạn kêu mình. Đúng rồi, các bạn giữ chặt chuột phải. Nó sẽ đu các bạn đấy đấy. Các bạn nhìn nha, để mình F5. Đấy, nhìn đây ạ. F5 này. Oh shit. Đấy, tuyệt vời chưa? Thì nó như là chỉ... Ủa sao đu vào? Thì nó chỉ đu ở gỗ nha các bạn. Đấy, ôi giời. Đấy, tuyệt vời chưa? Rất là hay, thì cảm ơn các bạn đã chỉ mình. Đây mình đã biết công dụng con này, cái này giống như cần câu ấy nhưng mà nó tuyệt vời hơn nhiều. Nếu mà mình mà có thể đua lên trên kia không ta? Có thể đua lên trên cái cột ở trên kia không ta? Nếu mà đua được thì quá là tuyệt vời luôn. Để mình thử nào. Nhưng nó bay đâu? Oh shit. Đấy, thì nói chung là cái này có thể sử dụng để bay. Ok, thì rất là cảm ơn các bạn đã chỉ mình. Đầu tiên là một cái công dụng của này. Cái này là đọc thì tập trước là chúng ta đã biết rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhiều bạn ấy nói là cái hook shot là cái gì? Thử ra mình xem thử cái này đã. Oh shit. Ồ, sao nó dội ngược lại, hình như cái này nó đùa đâu á. À cái này nó cũng đùa vào nhưng mà nó đứng ở trên đây luôn ạ. Ồ vãi lình. À hiểu rồi. Nó sẽ. Ủa. Mình không hiểu lắm. Thì đấy nó đùa xong đứng ở đây luôn, nếu mình ấn chuột phải thì mình nữa nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà mình vẫn chưa hiểu cái nguyên lý để nó bám vào như nào thì bạn nào biết có thể chỉ mình nhá. Ok. Thì đây có rất là nhiều loại gậy nha, gậy nước à. À một số bạn chỉ mình thế là cầm cái gậy này bắn nước vào đối thủ. Oh shit, tuyệt vời, bắn bóng bóng vào đối thủ. Ô, hay nhỉ. Đây là một cái loại sức mạnh ấy. Đây là những cái loại gậy sức mạnh ấy thì mình có gậy gió này, gậy gió có thể bay lên được không hay là bắn gió ta? Gậy gió này công dụng là gì nhỉ? Mà một số bạn nói mình ấy, gậy gió này không bay được, phải dùng gậy sấm sét mới bay được. Và nhiều bạn nói là trong giường của mình ấy có cái gậy sấm sét rồi. Và mình đã được các bạn đã chỉ lại cái này. Cái này chính là cái có thể là như kiểu tìm về những cái chỗ mà khi mình đi vào hang, cái chỗ nào tối nhất thì mình có thể nhìn được cái chỗ nào nó sáng nhất. Không biết có phải không. Đây là các bạn đã chỉ mình có biết đâu. Ok. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái gậy điện đi. Mình có đủ đồ làm một cái điện mà. Nhưng mà nhiều bạn nói là trong giường mình có gậy điện rồi ạ. Thì mình xem nào. Hình như là trong giường mình chưa có gậy điện. Có gậy băng này. Mình sẽ cất mấy gậy vào đây. Gậy gió này. Đây. Thì mình chưa có bạn ạ. Mình có gậy gió, gậy băng, gậy kia đó chứ chưa có gậy điện. Hay là mình làm một cái gậy điện ta. Bây giờ mình có mấy cái này rồi nè. Mình có thể làm gậy điện được nè. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái gậy điện nha. Để xem mà. Không biết là mình đã có gậy điện chưa. Nhưng mà kệ đi. Mình cần một ít này. Ồ oh. Sao không được rồi. Từ từ đã, để xem là mình có mấy cái dựa. Mình có mấy cái túi mà. Túi mình để ngoài kia hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi về lấy cái túi nha. Để đi về chỗ mấy cái túi để xem thế nào. Và tầm này mình sẽ đánh cái tháp. À mà còn một cái vấn đề nữa mà nhiều bạn rất là thắc mắc. Đó chính là cái vấn đề mà tại vì sao mà mình lại không trả lời các câu hỏi của fan. Hỏi các kiểu ấy. Thì tại sao mình không trả lời. Thì mình xin đưa ra. Thì mình xin giải đáp ngay bây giờ. Đó chính là mình bị như kiểu là bị YouTube nó cấm con ngựa nó chat rồi.
mình không chat được, mình không có comment được ở phía dưới, chỉ kiểu là mình đi comment linh tinh nhiều quá bị spam rồi. Mà mình không hiểu sao mấy cái bọn mũ dâu mũ ria nó không bị bị ban spam, mà vũ lít này bị ban vì spam ta, hay là do nó ta, đậu phộng chán đời vãi lình. Tự nhiên mấy ông kia không bị ban spam, nhưng tôi bị ban spam chán thế. Mấy bọn mũ dâu mũ ria nó đi spam linh tai tinh mà nó không bị ban, mình có spam mấy đó mình hiền lành tốt bụng vãi lình nha, mà nó còn ban mình fuck. Ok, mấy cái này không có gì nè. Ok, đây đây túi đấy không có gì. Ồ, đấy bạn nào nói là mình có cái gậy điện rồi là mình buồn hiu rồi. Ok, vậy mình sẽ làm một cái này đúng không ta? Bây giờ mình có thể đủ để đồ hướng, bởi mình lười để linh tinh lắm rồi. Làm được một cái gậy đúng không? Cái gậy này cộng với cái set này đúng không? Làm tao gậy set đúng không? Ơi, gậy điện. Oh shit. Oh shit. Oh. Oh shit, oh shit. Oh shit, cái mic, oh shit, oh shit, oh shit. Từ. Ok, vãi lành cái mic mình, oh shit, cái mic nó bị hư ạ. Bạn rất là xin lỗi tai nghe các bạn nha. Oh shit, 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 oh shit. Tuyệt vời. Oh. Oh. Oh, vậy là mình cần gì tele nhỉ? Mình có thể bay đến mọi nơi. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ được rồi. Hay đấy, hay đấy, hay đấy. Ây da, ây da. À, lắc. Không sao. Tuyệt quá. Bây giờ mình sẽ đi lấy mấy cái đồ này vào đây. Mình sẽ cất đồ, mình sẽ lấy hết đồ và mình cất bớt vào mấy cái chỗ này thôi, bởi vì tuyệt vời rồi. Bây giờ mình có gậy điện rồi. Cầm một kiếm tàng hình đi. Có gì xài nữa? Thức ăn lấy ra chứ. Bây giờ mình có khá nhiều tụi cái kiếm này. Nhiều bạn kêu mình sửa cái kiếm này nhưng mình nghĩ là nó không cần thiết. Việc sửa thì mình sẽ làm một cái kiếm mới thay việc sửa. Các bạn thấy thế nào? Cái gì? Sao đã gần hư rồi? What the fuck? Nghịch tí gần hư cái kiếm luôn ạ. À. Ồ, gần hư cái này luôn ạ. À. Ôi shit, vậy là mình phải làm hơi nhiều cái này đó. Cái kiếm điện này vãi lành quá. À, cái điện này vãi lành quá. Thôi, mình lấy một ít ra mình làm thêm một cái nữa, bởi vì nó sắp hư rồi. Vãi nhỉ, nhanh hư thế. Nhưng dù sao nó cũng cho mình những cái phút giây cực kỳ vui vẻ và sảng khoái. Đây, và đây. Ok, và đây. Làm thì làm nhanh thôi. Đấy. Mà nó nhanh hư vãi cả lành nha. Đây, lấy hết đồ ra. Chúng ta đừng có nên bỏ sót cái gì hết đấy các bạn ạ. À. Mình có rất là nhiều áo giáp luôn. Mình cũng muốn làm thêm một ít Golden Father thì ok, mình sẽ làm thêm một ít Golden Father nha. Golden Father. Oh shit, mấy cái này đầy luôn ạ. À. Từ, mình sẽ cất mấy cái này vào đã. Cái túi này tôi không nè. Mình muốn làm một cái giày của Golden kiếm lấy ra mà. Rồi, ok. Thôi mà từ từ đã, mình có khá nhiều lông gà cho nên cũng không có gì phải vội hết. Ok, mình sẽ cất mấy cái này đi. Yeah. Và ok, tuyệt vời chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ lấy tiếp. Lấy hết món đồ trong đây đi. Rồi, mở túi ra. Cất. Đuốc sao phải cất đi nhỉ? Đây. Cái thuốc này thuốc độc mà. Đấy, thuốc cực khắm ấy. Ném vào mặt cái là mất dậy luôn đấy. À không phải, ném mặt là bị ném vào mặt là bị cái gì ta? Ném vào mặt là bị như kiểu là bị choáng ấy. Say xỉn nôn mửa ấy. Vãi, mình cứ tưởng lấy được cơ. Đang hỏi sao mình nhớ là mình kia mà. Ui. Ui, cái siêu này kinh nhá. Cái siêu này có thể teleport được này, vãi lành. Ui, vãi. Yeah, chào mừng nó quay trở lại. Vừa giúp mẹ mình làm đồ. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại nha. Thì bây giờ tập này chúng ta sẽ cùng bay lên tháp kia nha. Bây giờ mình cái này tuyệt vời quá. Các bạn không cần phải vãi. Từ. Oh shit, vậy cái gậy nó sao nó nhanh hư nhỉ? Mình tưởng gậy là gậy thần cơ. Thì ra cũng nhanh hư vãi lành. Ok. Một cái nữa rồi. Mình cất đi à? Oh shit, đầu óc chán chết thế. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy hết gậy ra. Mấy gậy kia nha, rất là lâu hư nhá. Cái gậy này rất là nhanh hư nhá. Đây mấy gậy này này, cái gậy Payson kìa, đập mãi cũng hư ạ. À. Đấy, mình có một dàn gậy rồi. một dàn gậy XXX. Ok, vậy mình sẽ cầm này để số 1. Để mấy gậy này số 2 và 4 để có gì. Cái gậy chết tim kia là cái gậy phế vật nhất. Đấy, rồi, cho để gậy chết tim số 5. Bây giờ anh có một set gậy thì anh sẽ đi đến cái tờ hai tòa tháp à? Tháp đôi à? Ok. Bây giờ này chúng ta sẽ bỏ thời gian ra giết hai tòa tháp này nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng đi lên này, chúng ta sẽ ấn từ từ thôi. Chúng ta sẽ đánh từ tầng trên xuống dưới. Shit. Cái gì thế? Shit, vừa vào đã gặp anh rồi. Thôi chạy. Chạy đã. Chết rồi, nhầm gậy. Đây, nó đứng ở trên cùng đó các bạn ạ. Từ từ, nó bay vào bờ đó.
Cái này nhấp nhấp thôi, ấn nhấp nhấp rồi đừng có ấn mạnh. Ok. Hỏi vãi, vừa vào đã gặp đại ca rồi. Oh shit, từ từ á, mình chuẩn bị hồi máu các kiểu rồi, tí mình đánh nó trước. Con cờ hó mới vào nó đã đứng ở trên đấy nó chờ dính sẵn rồi. Mình sẽ làm một cái kiếm. Còn mất dậy. Đánh con đấy nó không hề khó, nhưng mà quan trọng là phải đẹp trai. Ồ, không có mũ à? Ừ, mình chặt cái cây đã. Mình có gậy độc, thì đánh con đấy thì mình sẽ sử dụng gậy độc và cái kiếm xịn nhất của mình. Ok, trước khi lên thì ăn táo vàng đã. À, ok, thì đầu tiên là chúng ta sẽ làm một cái kiếm thần đã. Ok. À, hơi căng. Đây, kim cương đâu hết rồi ta? Đây, mình thì bây giờ mình thì thiếu cái mũ. À, mình lấy táo ra rồi. Mình sẽ lấy kim cương ra nữa. Thì ở cái, các bạn để ý thì ở đây không có kim cương nhá, thì mình sẽ mở thứ khác. Cách nào khác đâu. Ok. Túi này cũng không có kim cương. À, tuyệt. Thì mình sẽ cất túi này đi luôn. Ôi shit, sao nó vứt đi. Fuck. Ở đây mình sẽ vứt xuống đây rồi. À, túi này cũng em có kim cương, vậy là mình biết cái túi đó có kim cương rồi đấy. Oh shit. Mình cứ bị ngáo ấy. Đây. Đây, túi này sẽ có kim cương, một đống kim cương này. Và mình sẽ lấy một ít được rồi, đùa. Mình sẽ làm một cái mũ kim cương và một cái mũ kim cương. Sao đồ mình nhanh hư ấy nhỉ? Một mũ kim cương và một cái kiếm này nữa. Mình cũng muốn làm mấy cái mới bởi vì đơn giản là mình không thích. Và mình muốn làm một cái bàn phù phép và nhiều bạn chỉ mình làm đó chứ, một cái bàn gì nhỉ? Bàn kinh nghiệm, không biết là Essence gì đó. Đây cái bàn này này. Bàn này là các bạn đã kêu là làm bàn này xong rồi tha hồ nhận kinh nghiệm luôn. Thì ok, thì từ từ mình chưa có đã kết thúc các bạn thấy không? Thì từ từ chúng ta sẽ làm nha. Ok, thì đây mình sẽ đánh con boss đấy bằng những cái này là một này. Và cái gậy Bison là hai này. Còn cái gậy set này thì mình sẽ dùng để bay lên nha. Gậy set, người ta gọi là gậy set bởi vì nó có chữ toy ở đít, có nghĩa là gậy set toy. Oh shit, ok, ngủ. Ok, zombie bơi ra đây, anh giết hết bây giờ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lên trên đấy nhá. Con boss này cũng chỉ hạng tầm thường thôi, tầm trung thôi, không phải tầm cao các bạn ạ. Mình chỉ sợ đang bay cái này nó hư. Vãi. Bay lên lại. Bay cao nào, nhảy cao nào. Ủa, hình như mình vừa bay. À, nó xuống rồi. Đồ anh em ơi. Cái kiếm này cũng tàng hình này. Ồ, cái kiếm này tuyệt vời luôn. Ồ, cái kiếm này hồi trước mình định làm cái này mà. Ồ, thì nó chắc cái tháp ra bởi. Cái kiếm này đỡ luôn này, các bạn thấy chưa? Kiếm này hình như sức mạnh nó cũng khá là ghê đấy. Hình như nó giúp mình tàng hình, như nó khi mình có ngọc Ender trong người nó giúp mình tàng hình nhé. Này, không tin này. Ủa, không phải. À, thì hiện tại mình không mang ngọc Ender, thử xem nào. Ồ, có táo phù phép con này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống và giết con cờ hóa sau. À, nó dưới kia kìa, các bạn thấy á. Bây chúng ta sẽ xuống giết nó nha. Yes. Ôi, giết nó, bém nó xuống rồi. Đỡ. Bém. Ôi, sao nó khỏe đấy. Đỡ. Các bạn nên nhớ, nó vừa đánh vừa đỡ nha. Mà sao nó mạnh ghê đấy. Các bạn nhớ sử dụng cái gọi là cái poison này đấy. Khi các bạn vừa đánh hay vừa chích poison vào người nó thì nó sẽ nhanh chết hơn. Đấy, các bạn thấy đấy, mình có thể sử dụng cái poison này mình phệt nó. Ôi giời ơi. Bây mấy con boss này không thành vấn đề đối với mình luôn. Ok. Bây giờ thì cái tháp bắt đầu dụng rồi đấy. Mình không thích cái cảm giác là tí nào hết. Trong khi mình chưa lấy đồ ạ. Mình không có thời gian lấy đồ rồi, thôi xong. Thì kêu mấy chai kinh nghiệm kìa. Oh shit, nhưng mà bây giờ thì không còn thời gian rồi. Ta phải rời khỏi đây nhanh. Electric kìa. Ok. Để ra mình phải đánh từ dưới lên đi nhỉ. Oh shit, bay thôi. Bay ra cái bên kia, đây là cái bên cạnh. Chúng ta có hai giả tháp vào trong tầm này. Mình có biết là con boss nó có ở trên hay không? À vậy, nó có ở trên, vậy từ từ anh em ạ. Chúng ta đánh từ dưới lên. Oh shit, đâu rồi? Đừng vào đâu, đây đừng vào đây. Oh shit, đâu rồi? Đừng vào đây, chúng ta sẽ tầm này cái quả tháp mà chúng ta sẽ đánh từ dưới lên. Bởi cái tòa tháp kia chúng ta không có kinh nghiệm cho nên là vừa vào nó mất hết đồ. Fuck. Và hình như mình nghe đồn là cái kiếm này á thì chúng ta có thể sử dụng khi chúng ta có gì quên mất rồi. Oh shit. Cái kiếm này mạnh lắm ấy. Kiếm này nghe đồn là khi chúng ta có cái mắt Ender trong người, ngọc Ender trong người thì chúng ta có thể tàng hình được. Để mình tí mình thử xem. Hoặc là mình nhầm, hoặc là một cái loại kiếm khác. Ê, còn cờ hóa này rồi. Tính độc ạ. Mình sẽ cất bớt mấy cái đồ không cần thiết vào đây. Đây mấy gỗ này, mấy củ hành này. Củ hành làm cái gì không ta? Như bạn hỏi mình thì làm thế nào để xem được chế tạo đồ. Các bạn ấn U nhá, ấn U vào thì nó sẽ cho các bạn chế tạo đồ. Ồ, có một cái gì gọi là cái xương à.
Cái này làm được đồ game này, nhưng mà mình không biết mấy cái đồ để làm gì. Mấy đồ khám bựa là để làm gì? Ai biết, có thể chỉ mình. Ủa, destroy gì này? Nó sẽ phá hủy những cái công trình của app. Nhưng mà đấy có phải là kết thúc đâu không? À, nó sẽ phá hủy những cái thứ mà Grab chung với nó, nhưng mà liệu rằng đó có phải là sự kết thúc hay không, thì ai biết đó có phải sự kết thúc hay không, thì có thể PM mình. Ok, tạm thời lấy vậy đó. Thì bây giờ mình thử thử cầm cái cục ngọc Ender ra ngoài xem nó có tàng hình hay không, hay là mình đã bị sai lầm đây. Đây. Vậy là không tàng hình, vậy là cái kiếm này nó chỉ có sức mạnh nha các bạn ạ. Cái kiếm này chỉ có sức mạnh thôi, chứ nó không giúp chúng ta tàng hình. Bây giờ mình sẽ cầm cái gậy độc rồi, gậy độc đây mình sẽ để ở số 3. Để tí nữa có gì mình đánh nhau với boss thì mình sẽ được sử dụng số 2 và số 3, các bạn nhớ nhớ nhá. Nó cực kỳ mạnh luôn đấy. Cái combo đây là gọi là cái combo cực mạnh luôn. À, và độc nó không không có tác dụng với nhện nhá. Còn nhện này nó là nhện độc, cho nên là mình dùng độc không 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 khả thi thôi nó anh em ạ. Nhờ cho nó yếu cho nên không sao. Sẽ đào hết cái thằng này. Tuyệt vời. Ồ, xịt, mấy cái đồ này thì anh không cần. Bây giờ anh chỉ cần những cái thứ nó tuyệt vời thôi. Ồ, và liệu rằng đó có phải sự tuyệt vời nhất. Ồ, đồ chỗ này nhiều zombie ghê. Ta sẽ cho chúng mày ăn độc. Piu piu piu. Ồ, độc sau này không có tác dụng với bọn thây ma này. Ồ, vậy là hình như là độc ấy. Mấy cái đồ độc này nó không có tác dụng với mấy cái con mà như kiểu là gọi là gì nhỉ? Mấy cái con ở mod, mấy cái con ở Vanina. Cái đạch mấy con ngựa này. Ok, đừng có ra, đừng có ra, đừng có ra, đừng có ra. Các chú không phải đối thủ của ăn, các chú hiểu hem. Rồi, đào mấy này ra. Đừng có giật nữa. Ô, cái dìu gì kìa? Mình thấy cái gì đây? À, cái mũi tên, được cái dìu gì cơ. Lại có mấy cái đất này. Gọi em thồ này. Kinh nghiệm. Cất mấy cái thịt zombie đi. Cái dè. Ê, các bạn ơi, các bạn có thể có cái bàn phù phép gì nó ngon hơn cái bàn phù phép mà kiểu như là bình thường ở trong Minecraft không? Trong Minecraft bình thường, bởi vì mình thấy nó có nhiều 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 loại nhiều nhiều bạn nói có nhiều cái loại như kiểu là phù phép nó xịn hơn Minecraft bình thường ấy. Thì mình vẫn chưa biết nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ ăn này và ăn táo vàng, bởi vì cũng nó cộng khá là nhiều thứ, mình đỡ bị chết. Hiểu, mình bây giờ mình không sợ chết. Ô, mình chỉ sợ rơi ở đấy vãi lành, cứ rơi rơi về mệt kia. Bây giờ mình không sợ chết nữa, mình chỉ sợ oh shit. Gọi ngay em vàng. Con chó vàng này. Ok, thì các bạn ấy, nói chung á, mấy cái từ chửi bậy ấy, thì anh em hãy hạn chế cho mình nhá. Hạn chế hoặc là tốt nhất là đừng chửi, bởi vì nhiều khi mình vui ấy, mình không ban, nhiều khi mình buồn mình ban ấy. Các bạn đừng có so sánh là tại vì sao anh lại chửi bậy, bởi vì đây là kênh của mình có quyền đấy, các bạn hiểu không? Ví dụ các bạn tạo ra một kênh, các bạn thích chửi cái gì thì kệ các bạn thích đặt luật thế nào thì kệ các bạn. Nhưng mà các bạn có quyền ban người khác đúng không? Người khác chửi các bạn có quyền ban đúng không? Mình cũng là người như vậy. Nếu như các bạn vào kênh của mình các bạn chửi thì mình ban các bạn, bởi vì á mình thích như vậy. Yeah. Căn bản là mình thích thôi. Mình không muốn là có nhiều bạn chửi bậy ở trong kênh mình. Oh shit. Mà mình có khi nào mình chửi mấy từ tục tiễu đâu mà các bạn. Có mũ thần rồi anh em ơi. Vượt qua nó đi. Ok. Ôi, Ferdinando thì này, mũ Ferdinando này tuyệt vời quá. Quá là tuyệt vời. Chai kinh nghiệm mà. Ồ, sao cái này nó cực nhiều mấy cái ngọc Ender, vứt cái mũ đi. Bề mấy mũ này không phù hợp với dân chơi. Thế là mấy cái xương rồi. Bao nhiêu đây? 3, 2, 10, 1, 0. Yes, tuyệt. Thế ạ. Đây, cái mũ là đùa đấy. Cái mũ rất cần thiết anh em ạ. Đừng có vứt bất cứ cái gì đi. Thì từ từ khi nào mình tìm được mấy cái hòn đá ở vùng đợi em thì mình sẽ làm cái bàn phép kinh nghiệm nha. Bởi vì rất nhiều bạn chỉ mình... ức chế vãi lanh nha. Ủa, mà ăn táo vàng thì sao nó không hồi máu gì vậy? Táo vàng như cái bíp á. Ăn táo này vậy. Được rồi. Mấy cái thứ này bây giờ mình nhiều quá, mình không biết cất đâu đó, cho nên mình không nhặt nha. Các bạn đừng có hỏi tại sao mình lãng phí vậy, về mình không thích nhặt. Ok, oh shit. Lại rơi. Đờ fuck mấy con này. Nó đánh không đau nhưng mà cứ rơi thôi. Rơi là ức chế vãi lành nha luôn đấy. Mình muốn làm mấy cái bàn phù phép kiểu gì nó xịn xịn ấy, chứ không phải là bàn phù phép bình thường giống ở trong Minecraft bình thường. Vì thế mà bạn nào biết cách nào mà nó làm ra mấy cái bàn phù phép nó xịn hơn thì nó chỉ mình ai à. Ồ, may nhơn. Ui, cái kiếm này chém là lửa hả? À không, hình như là táo vàng á. Ui, mà mỗi lần mình vào trong đấy thì mình kiếm được quá là nhiều cái như gọi là mấy cái gì à, mấy cái ngọc Ender luôn. Không khéo hôm nào mình đi đánh Ender Dragon ấy. Nhiều đồ thế này mà. À, oh shit,
Mình chưa lần nào mà mình đánh lên trên tầng cao nhất của tháp nhá. Cứ đánh tầng vừa vừa thì bọn cờ hóa kia nó lại xuất hiện ra. À là cái lại cái boss nó cờ hóa nó xuất hiện ra. Bây giờ thì nó ở trên tầng cao nhất rồi cho nên mình không phải sợ mấy cái việc đấy nữa các bạn hiểu không? Không phải sợ. Ok. Ờ. Mày. Ấy. Ok. Vãi lành, chúng nó cứ rơi xuống dưới phát à, nó đấy đấy. Cái này mình tự rơi luôn ạ. Vãi lành. Kém quá đấy. Trình độ cao trình độ thấp vãi lành nhá. Ấy. Ok. Đây. Ở đây mấy cái ngọc lục bảo mình sẽ rất là cần mấy cái này. Mấy cái magic này cũng cần nữa nhưng mà bây giờ mình cũng quá nhiều đồ mình chả biết cất gì, cất mấy cái gậy gì nhỉ. Mấy cái hạt giống này này. Đây đúng rồi, cái hạt giống này để cho mấy con choco nó ăn rồi mình ăn mình lấy đi mua cho con mấy con choco nó ăn vứt cái giày luôn. Từ sao bây giờ mình không cần mấy cái loại thể dậy dây xích này các bạn hiểu không? Dây xích nó chỉ là cái hàng tầm thường. Mấy hàng xịn ấy phải cứ phải dân chơi mới dùng. Mình là dân chơi mình không dùng mấy cái hàng quý bép các bạn hiểu không? Mình chỉ dùng những cái hàng mà nó rất dân chơi chơi xài thôi. Ồ, oh, con nào có chiêu đánh mình cháy cả lửa này. Ồ, 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 ồ. Trời ơi, ghét nhất là rơi xuống á. À, con chó vàng. Ôi bot à mà con nó bot đánh anh lửa mình đấy, lửa mình đây. Rồi, chết đi. À lại ra cái quần phù phép rồi, tuyệt quá. Kiểu này á mình không cần phải đi làm mấy cái đồ phù phép hết. Mình chỉ cần đi nhặt mấy cái này thôi là mình đủ rồi. Đấy, được cái quần phù phép nữa. Bảo vệ 2. Đấy, từ từ nguyên set đồ mình đặt phù phép vứt cái này luôn, không cần, anh dân chơi. Lại có kim cương. Ủa, 8 cục kim cương các bạn ạ. 8 cục kim cương, tuyệt vời. 4 trang kinh nghiệm, ok. Vậy mình trang nghiệm thì có vẻ rất khác nhiều thì mình cứ lấy kinh nghiệm ở đây đi. Từ từ mình đừng ăn vội tí nữa, hết rồi mình sẽ ăn sau. Nhưng mà cái tháp có vẻ khá nhiều tầng. Bây giờ mình thiếu đôi giày. Mình có nên grab đôi giày hay không nhỉ? Hình như nó đánh mình nó bị cháy hay sao ấy. Mình để ý rồi đấy. Đào này đã. Cho tao đào đã. Fuck you. Fuck you bitch. Ồ. Đào đã. Rồi tao đào rồi nhá. Đào rồi nhá. Mày hiện thêm. Ô nó tự xuống ạ. Xuống đây. Mày xuống đây. Độc nó. Chém nó. Đỡ. Ồ ok đỡ rồi mà. Đỡ rồi mà anh. Đỡ. Fuck. Ồ bê mấy con này nó yếu á. Fuck. Hay là do mình mạnh. Mình mạnh vãi đạn. Rồi xong đời thằng nhóc con kim cương kinh nghiệm em bị thổ. Mình sẽ lấy mấy cục ngọc lục bảo to đây. Sập rồi rồi cái gậy sấm sét rồi chưa rồi cái gậy sấm sét hư rồi anh em ạ. Phải nhảy sông rồi. Holy shit tuyệt vời quá. À mình sẽ bơi qua hòn đảo này với cái tháp bên đây ấy, là mình chưa có. Ủa mình đang tháp nó tháp này đang sập à. Ôi rồi rồi, ôi rồi. Bên kia nó có một tòa tháp nữa kìa. Thôi mình cứ đi tà thôi. Nó không dùng xuống đây đâu, anh em yên tâm ấy. Nó chỉ phá nửa tòa thôi. Vãi nhỉ, cái mình vậy là làm gì có cơ hội để mà đi hết tất cả các tòa tháp nhỉ. Mà các bạn đừng quên nhá, là mình có cái này. Mấy bạn muốn mình đi đến đâu, mình sẽ tele tới đấy. Để mình xem nào. À, vậy chúng ta sẽ đi tìm một chỗ nào nó khá là tuyệt vời để chúng ta xây nhà. Mình sẽ kiếm một chỗ nào nó khá bằng phẳng. Tạm thời mình cứ đi ở đây đã. Để xem chỗ này nó là cái chỗ nào đã. Rồi từ từ chúng ta sẽ tìm được một cái chỗ là nó xây nhà nó tuyệt vời tí. Bởi vì mình đang cố gắng kiếm một cái chỗ xây nhà. Và nhiều bạn hỏi cái skin cá sinh tồn này có tên là gì thì nó là Tombo gì này. Như các bạn đã thấy á. Oh shit. Chỗ này cũng mình nhìn không tuyệt vời lắm đâu. Oh. Cái này tele và dính cát rồi đấy. Nhưng mà phải đào dưới chân vậy. Bây giờ chỗ này nó không thực sự là thích hợp để xây nhà. Khi nào mình tìm đến chỗ thực sự thích hợp để xây nhà thì mình sẽ xây nhà ở đấy nha. Yeah. À, ok, dưới kia có gì sáng sáng. Sẽ xem sáng sáng anh em ạ. Sáng sáng. Ok, vậy chúng ta sẽ ra cái chỗ sáng sáng để xem. Thực sự á, các bạn biết là phía sau mình là một bầu trời hồng ấy. Mình ủa, nói đó fuck ấy. Ủa, chỗ này nó sáng này à. Ui. Ừ. Ui. À, cái đá đỏ nó sáng vậy cơ mà. Ghê vậy. Mình sẽ đi kiếm một chỗ khác để mình xem nào. Mình muốn kiếm một cái chỗ mà nó có mấy cây màu hồng á. Mình sẽ đi đến đây xem nào. Bây giờ mình có nhiều thời gian rảnh. Tối nay mình đã đánh hai quả tháp rồi thì hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy thích. Bởi vì thực sự là hai cái tháp trong một tập là nó cũng khá là dài dòng lòng vòng. Ok. Oh shit, không ổn rồi, lại vào đây. May mà có cái cụp, cụp rồi. Đây may có cụp nha, không bị mệt luôn đấy. Bị kẹt mấy chỗ này mệt lắm. Đây có một tòa tháp bị gọi là bị bỏ phế.
mình nghĩ là mình không cần phải đi đến đây đâu. Ồ, chỗ này khá là mới là mình sẽ đi đến đây xem nó là cái chỗ gì nhá. Thì rất là tốt khi chúng ta có cái tele này. Ê, khu này nó khu như kiểu là mấy cây đỏ ha. À, nhìn cũng được á, nhưng mà mình thích cây hồng. Ồ, chỗ này tuyệt đấy nhở. Nhìn thích cái nhở. À, nhưng mà bây giờ thì kiếm một cái chỗ bằng phẳng để xây nhà. À, được, chỗ này được á, chỗ này có mấy cây xanh đỏ tím vàng tuyệt. Trên kia có một cái khu ở trên cao, nhưng mình thích một cái khu như kiểu nó bằng phẳng một tí. Khu nó không có bằng phẳng các bạn ạ. Không bằng phẳng nó không có phù hợp với lại cái phong cách của mình. Đây rồi. Chỗ này chắc chắn bằng phẳng này. Mình sẽ đến chỗ đấy xem nào. Cái mấy cái chỗ lá cây nhìn nó cũng đẹp nhưng mà nó không được bằng phẳng các bạn ạ. Nếu nó bằng phẳng thì mình sẽ chọn chỗ đây làm chỗ xây nhà. Nhưng mà tiếc ấy là nó không bằng phẳng cho nên mình sẽ không chọn chỗ đây chỗ xây nhà. Ồ, chỗ này cũng sao lại mình lại tele chỗ tuyết bên đây cơ mà. Mình sẽ thôi mình sẽ chạy bộ qua đây đi. Mấy cái chỗ màu này nó thường là mấy cái chỗ bằng phẳng ấy. Ồ, gấu à. Ê, sao chỗ này chúng mày lại màu nâu, còn ngoài kia chúng mày lại màu trắng. Mấy con cờ hó, mấy con gà ấu. Ây da, ây da mấy con cờ hó. Ôi, Mexico. Tuyệt rồi. Vứt cái gì đi bây giờ nhỉ? Vứt cái gì để lấy cái Mexico đây? Trời ơi, giờ chẳng biết vứt cái gì hay là vứt mỡ cái mũ kim cương hạt giống rồi. Ok, tuyệt vời. Mình vẫn chưa kiếm được bộ đồ mạnh nhất nhà, mình mới có ít. Có in it rồi. Mày quá, mình chém nó chết trước khi nó bị nó hồi sinh ra được. Mình tuyệt vời quá. Mình thật là tuyệt vời. Ôi giời ơi, mà mình kiếm mãi ra chỗ bằng phẳng tí để mình xây nhà. Chán đời ghê. Hy vọng nó có thể nhanh chóng tìm được một chỗ bằng phẳng để có thể xây một cái con nhà. Đây. Thì thấy cái chỗ này đi đâu cũng có, nhưng mà nó chỉ dụ hàng mình thôi. Mình không muốn kết thúc series sớm đâu, chứ mình chưa muốn vào. Vào rồi phải sử dụng cái lệnh kêu ấy, nếu không chúng ta sẽ chết chắc. À, để xem nào. Chán đấy nhỉ. Đây, các bạn có thể thấy nhá, đây mình sẽ tay lén đây. Đây có một cái khu khá là tuyệt vời. Dành cho những bạn nào chưa biết thì không phải à. Ồ, nó chỉ là một cái hồ băng, mình cứ tưởng là một cái lâu đài băng chứ. Thì nó chỉ là một cái hồ băng, mình cứ tưởng nó, mình nhìn ở trên bản đồ mình cứ tưởng nó là một cái lâu đài băng, nhưng không phải, khá là hố. Mình có thể tele đi khắp mọi nơi nhưng mà thực sự là chẳng có chỗ nào tuyệt vời để mình có thể nán lại để mình xây nhà nhỉ. Mình thử đi thêm một chỗ này nữa xem nào, xem nó có tuyệt vời không nào. Hy vọng. Rồi. Chỗ này nhìn có vẻ khá là bằng phẳng á, thì đầu tiên là chúng ta đi ngủ cái đã. Cái giường ngồi. Oh shit. Ở đây có một cái ngôi làng à. Cũng được á. Ôi, chỗ này là làng zombie à? Ok. Từ bây giờ anh tuyên bố, anh xin tuyên bố với các chú đấy, khu này là khu của anh, ok. Thằng nào lớn vờn anh giết hết. Bây giờ anh sẽ đi giết mấy thằng cờ hó này đã. À, đây có một ngôi làng. À, ngôi làng này hình như là ngôi làng đầu tiên mình vào mà đúng không ta? Hình như không phải, ngôi làng này là một cái ngôi làng khác các bạn ạ. Ngôi làng này là một ngôi làng khác đúng không ta? Ok, không quan tâm. Nói chung là bây giờ khu này là khu của mình. Cấm thằng nào đụng đến. Ok. Rồi tuyệt vời. Vậy là chỗ này nha, chỗ này mình sẽ chọn chỗ này làm chỗ sinh sống của mình. Nó khá là đẹp. Nó ở gần cái khu như gọi là khu này là khu quê mình ở biển. Khu này người ta gọi là rừng ngập mặn đúng không? Khu này là khu rừng ngập mặn nhá, đúng rồi. Ồ, cái cây này phát sáng này, tuyệt vời quá. Không chặt được à? Đập ra cái đá phát sáng không? Mình từng đập ra cái đá phát sáng ấy, không phải. Khu này khu rừng ngập mặn này, khu một khu khá mới ở trong Minecraft. Vậy là chỗ này mình sẽ cố gắng làm nó thành một cái chỗ xây nhà, ok. Thì đây chỗ này, đầu tiên là mình sẽ phát quang cái chỗ này ra. Bởi vì á, mình định ngủ nhưng mà mình không có gì để ngủ cho nên là không mang giường theo định mệnh. Sao đây nhiều Enderman này. Ai à? Mấy dân chơi đừng mà, tao đã không muốn đụng chạm với chúng mày rồi. Chúng mày đụng chạm vào con cờ hó này rồi sao? À, mày nhờn. Con cờ nhện này, con nhờ ên nhện nặng nhện này. Rồi, ok, chỗ này sẽ là chỗ xây nhà này để từ từ á. Bây giờ thì mình chưa muốn xây nhà vội, đầu tiên là mình sẽ chặt cái này đi đã. Chặt cái cây này đi. Đâu rồi, cái gì rồi? Bây giờ đồ mình thực sự là nó quá nhiều rồi. Mấy con này dùng độc giết cũng chết. Thực sự mấy cái độc nó không sử dụng được mấy này ạ. Mình sau cái gậy hồi máu mình không thử tự sử dụng cho mình được ta. Rồi, bây giờ mình cái cây màu hồng đúng không? Bất cái gì bây giờ? Bất tạm này đi. Không phải, rất là tiếc, mình cứ tưởng là cái cây màu hồng. Đang định mừng. Mình sẽ lấp mấy cái chỗ này vào. Oh shit, không phải cây màu hồng nhỉ. Cây màu hồng được tuyệt vời luôn, đúng chỗ mình cần luôn.
nhưng thực sự không phải, mình chán quá. Ồ, chỗ này có một cái hang khá là sâu, nhưng mà chúng ta sẽ không sừng tê giác dạo này khá là lên giá đấy. Chúng mày chuồn nhanh nhưng không anh giết hết bây giờ. Ôi shit, ôi shit, ôi shit, ôi shit, ôi shit, ôi shit, zombie, ôi shit, zombie, ôi shit, zombie. Được rồi. Chúng mày biết sự kết hợp của Ngọc Ender và cái con dao này không? Mấy con cỏ hóa. Đầu tiên ấy, thì tập này ấy, mình sẽ đi trồng lại mấy cái này. À, đâu rồi ta? Rồi, ôi, cái giường của mình nó thật là vãi lềnh. Không phải cái túi này. Ta thấy cái giường của mình nó thật là vãi lềnh. Không phải túi này luôn. Oh shit. Túi nào ta? Đây, chắc chắn là cái túi nâu. Cái túi nâu đúng rồi. Mình đã có thêm một cái hensicle nữa đây. Tập này thì chúng ta sẽ trồng cái này ở dưới đây để cho nó giống như một cái hòn đảo trên trời. He he. Chúng ta sẽ tái tạo cái hòn đảo trên trời ở đây. À, mấy cây không biết nó mọc ở đây không? Mọc ở đây luôn à? Thôi mình sẽ không trồng ở đây đâu. Mình sẽ trồng nó ở mấy cái đất này á. Trong mấy đất này chắc nó sẽ phát triển nhanh hơn bởi vì đây mới đúng là cái loại đất của nó mà. Ừ, mình sẽ trồng xa xa ra. Đây, cái khu này sẽ là khu đảo trên trời ở khu vực dưới đất. Đấy, mình sẽ trồng ở đây thì chắc nó sẽ nhanh lớn hơn này. Đây. Đấy. Còn một cái nữa. Oh shit. Đấy. Mấy cỏ này có nên trồng, cỏ này chắc cũng trồng ở đây luôn. Để cho nó giống một cái phong cảnh ở trên trời các bạn hiểu không? 1 2 3. Phá. Thăng thăng. Đấy. Rồi, từ từ mình sẽ khai hoang cái khu này lên để làm nó thành cái đảo trên trời nhá. Tuyệt vời lắm đây. Mất rất nhiều thời gian đây. Và tiện thể thì tập sau mình sẽ xây nhà và đến cái vùng Twilight thì theo ý kiến các bạn thế nào? Các bạn hãy comment bên dưới, mình không trả lời được nhưng mình có đọc hết tất cả comment các bạn đấy. Và các bạn có thể thấy mình đã trả lời hết câu hỏi các bạn tập trước rồi đúng không? Thì các bạn cứ tin là mình đấy. Đây là cái khu mà nửa Tây nửa ta, vãi lành. Mấy cái lá này trồng trọt. Và nhiều bạn đã kêu mình là cái cục kia ăn được sao không ăn, gà vãi lành. Thì mình xin thông báo ấy, là cái cục ấy nó ăn được có một điểm thôi. Cái cục slam ấy thì thực sự ấy, mấy bạn ấy là mấy... Ô, đừng có nổ đương. Oh shit, con cờ hó này. Vãi cả lênh. Tiếng gì ấy nhỉ? Sao băng? Đấy, lại một lần nữa thấy sao băng rồi. Tuyệt rồi. Giờ xem này anh em này, nhanh lên. Nhanh lên, nhanh lên. Sao băng, sao băng. Cho tôi một điều ước. Tôi ước hội ML sẽ trường tồn với thời gian. Vứt cái gì đi. Yeah, tuyệt vời. Được hai sao băng rồi. Mình biết là có khá nhiều bạn lần đầu tiên thấy sao băng nhưng đây là lần thứ hai mình thấy rồi. Thật tiếc cho các bạn. Lần thứ hai mình thấy sao băng rồi nhé. Tuyệt vời. Và ok, có lẽ mình sẽ dừng tập này đây. Và nếu các bạn cảm thấy thích thì các bạn đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video cho mình. Đó sẽ là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo. Và mình vừa cho các bạn thấy sao băng, các bạn ước cái gì đi, ước cái gì đi rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau và tuần sau mình sẽ cố gắng xây nhà và mình sẽ cố gắng đến cái làm cái vùng đất đến cái timeline. Ok, còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tập sau của Minecraft Gà Hesit. Bye bye.